Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một chiếc máy bay không người lái của hãng DJI nha các bạn. Có tên là Mavic 2 Pro. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn và giải thích tại sao em này nó lại đắt tiền mà nhìn nó bé nhỏ nhưng mà nó vì sao nó đáng giá nha các bạn. Tại sao người ta còn thích sở hữu nó nha các bạn. Máy bay này thì ra mắt năm 2018. Đến nay mình đã dùng 2 năm rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là hot các bạn. Những lợi ích của nó đem lại thì nó cũng rất là nhiều. Mình sẽ giải thích cho các bạn trong các thời gian tới ha. Đầu tiên mình sẽ nhìn qua kiểu dáng của em nó nha các bạn. Đầu tiên là cái cụm camera của hãng Hasselblad, một công ty con của hãng DJI các bạn. Hãng DJI đã mua lại cổ phần của công ty này. Nó có cảm biến là 1 inch và khẩu độ là f/2.8, được gắn trên một cái gimbal 30, cũng là một cái chi tiết đáng giá nhất của chiếc máy bay các bạn. Nó đắt gần nửa chiếc máy bay các bạn. Còn bên trên là hai cái cảm biến chống va chạm phía trước của chiếc máy bay nè. Nó có thể nhận được tường hoặc cả cây cối các bạn. Nhưng mà dây điện thì không thể nha các bạn. Các bạn hãy lưu ý cái điểm này nha. Dây điện hay là dây dăng hay gì đó là không thể nhận ra được. Bên trên nó là cái cảm biến chống va chạm phía bên trên khi mình bay lên đó các bạn. Mình bay trong nhà đó. Thì nó bay lên nó sẽ cảm biến thấy cái nóc nhà nó sẽ dừng lại. Nhưng mà Mavic 2 Pro này mới có thôi nha các bạn. Còn đây là hai cái cảm biến hai bên hông trái phải. Còn phía sau là cảm biến lùi. Còn thêm hai cảm biến ở dưới bụng nữa nha các bạn. Như vậy là nó có cảm biến 360 độ luôn đó nha. Nhưng mà ở tùy theo mỗi chế độ thì nó sẽ cái cảm biến này sẽ tắt mở khác nhau nha các bạn. Chút nữa mình sẽ giải thích cho các bạn sau ha. Rồi, tiếp đến là bốn cánh quạt. Bốn cánh quạt này có thể
Nhớ đây thì nó sẽ hút gió vào phía trước nè, rồi đẩy ra phía sau nè, nó có cấu tạo hai bên luôn nha các bạn.
zoom vào một phiên bản RAW. Zoom thì có cái ống kính nó có thể thụt ra thụt vô các bạn. Mình thích phóng lớn thu nhỏ thì mình mua zoom, còn không thì mình mua bản RAW này để quay hình ảnh nó đẹp hơn. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về cái remote của cái máy bay nha các bạn. Đầu tiên là hai cái anten thu phát sóng nè. Cái này nhà sản xuất thông báo là nó có thể kết nối tới 7 cây số các bạn. Rất là khủng khiếp luôn các bạn. Đây là hai cái núm để điều khiển máy bay ha, lên xuống thì phải. Hai cái joystick mình để phía trong nó rất là hay, rất là gọn. Bây giờ mình sẽ vặn vào ha. Hai cái cần điều khiển các bạn. Bên trái một chức năng và bên phải một chức năng. Đấy. Lên xuống trái phải. Mình sẽ có một cái video để nói về cái cách điều khiển của máy bay ha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi nha. Đây là cái nút nguồn để mở cái remote lên đó các bạn. Các bạn nhấn một cái và giữ một cái là nó mới lên nguồn nha các bạn. Cách mở nguồn của máy bay cũng vậy, nhấn một cái và thả ra rồi nhấn lại một cái giữ luôn. Tắt nguồn cũng vậy nha các bạn. Đấy. Đây là cái nút chỉnh camera ở phía trên máy bay đó. Gặt là lên thẳng hoặc là gặt là nó cụp xuống 90 độ các bạn. Mình có thể thiết lập tùy theo ý thích của mình. Còn đây là cái nút tắt khẩn cấp nè. Khi mình không biết máy bay bay hướng nào hay là nó bị cái lệnh gì nó lỗi, các bạn bấm thì máy bay sẽ dừng lại đứng tại chỗ ha. Còn đây là cái nút để trở về cái vị trí mà nó cất cánh đó các bạn. Khi máy bay bay lên nó sẽ nhớ vị trí đó. Mình mất sóng hay gì mình bấm thì nó sẽ trở về cái vị trí ha. Rất là thông minh đó các bạn. Tiếp đến là cái cổng cáp kết nối với điện thoại, cổng kim lên cổng sạc. Trong máy nó có cục pin này.
Đêm á mình không biết máy bay nó nằm hướng nào á, thì mình có thể kích hoạt để cho nó sáng lên bầu trời rất là hay. Mình biết máy bay nó nằm ở vị trí nào. Đồng thời cũng có một cái trò chơi rất là hay, tức là mình mở lên mình bay á các bạn, giống như một sao băng nó bay trên trời á các bạn. Biểu diễn cũng rất là đẹp. Rất là tuyệt vời các bạn. Tiếp theo là cái nút chỉnh ba chế độ bay ở trên cái remote này các bạn. Chế độ đầu tiên là chế độ T này. Chế độ T là chế độ tripod đó các bạn, để dùng để bay trong nhà hoặc là mình làm dịch vụ thì mình bay trong rạp đám cưới đó các bạn, thì nó sẽ bật tất cả các cảm biến xung quanh máy bay mà nó bay rất là chậm ha, để an toàn cho mình. Còn chế độ thứ hai là chế độ P, chế độ bình thường, thì nó sẽ tắt hai cảm biến hai bên hông, là chế độ bay trung bình đó các bạn, tốc độ tối đa là 50 km trên giờ, là mình hay dùng chế độ này nhất ha, để mình quay cảnh quay chụp rồi mình sẽ dùng hay dùng chế độ này trước. Còn tiếp theo là cái chế độ mà đặc biệt là hay nhất đó, là cái chế độ S đó các bạn. Đây là chế độ S đây này các bạn. Chế độ S này là chế độ Sport các bạn. Độ bên này thì máy bay tắt hoàn toàn các cảm biến và bay tốc độ tối đa là 70 cây số giờ nha các bạn. Chế độ này phải rành nha các bạn, nếu bạn bật qua mà bạn bay không hoàn rành là dễ rất là dễ rơi máy bay nha các bạn. Máy bay bay thì rất là nhanh nhưng mà không có cảm biến va chạm gì nha các bạn. Đụng là rớt đó các bạn. Cho nên mình cân nhắc ha, mình thích chế nào thì mình để chế độ đó. Còn riêng bản thân mình thì mình để chế độ bình thường, chế độ P là mình bay rất là hoàn hảo rồi. Và khi nào mà bay trong nhà thì mình để chế độ T, T là tripod. Còn, tiếp theo là hai cái nút xoay ở dưới hai bên trái phải. Thì cái nút bên này là cái nút camera ngẩng lên ngẩng xuống. Còn bên này là cái nút chỉnh